tân binh Dương Domic, Phùng Huỳnh, chật vật debut làm idol Hàn Quốc, tỏa sáng vượt mặt các anh trai Isaac, Anh Tú, Dinh Tuấn Kiệt. Anh trai Say Hi hiện là một trong những chương trình truyền hình được chú ý nhất nhì hiện tại. Quy tụ 33 anh trai trẻ trung, hầu hết đều là những gen Z tài năng, đẹp cả đường hình lẫn đường tiếng. Anh trai Say Hi ngày càng phủ sóng, tên tuổi của các anh trai tham gia chương trình đều được quan tâm. Ngoài những gương mặt quen thuộc với khán giả như Đức Phúc, Eric Song Lưng, Anh Tú, Isaac thì Dương Domic, Hùng Huỳnh là những gương mặt mới mẻ thu hút lượng lớn khán giả. Đây là cơ hội để những tân binh Gen Z tiếp cận khán giả trong nước sau thời gian dài chật vật tìm kiếm cơ hội phát triển theo kiểu thần tượng Hàn Quốc. Ngay từ vòng live stage 1 của anh trai Say Hi, Dương Domic đã lập tức nhận được sự chú ý từ khán giả. Tham gia vào team sóng vỗ vỡ bờ của anh Tú Voi Bản Đôn, Dương Domic gây xôn xao bởi nhan sắc chấn động chuẩn visual idol pop. Chưa dừng lại ở đó còn là giọng hát đầy ngọt ngào, hòa quyện đầy thăng hoa với giọng ca của bốn anh trai còn lại. Cái tên Dương Domic từ đó cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Trước đó, chàng trai sinh năm 2000 từng được debut dưới trướng IF Entertainment, công ty giải trí Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Trong sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Candy, Dương Domic đã có màn kết hợp với rapper người Hàn Quốc từng thi sâu Show Me The Money, Microdose. Ngoài hình sáng cùng giọng hát ổn định, vũ đạo điêu luyện chuẩn pop khiến nhiều người kỳ vọng Dương Domic sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hơn một năm, công ty chủ quản của Dương Domic phá sản đầy bất ngờ. Thậm chí Dương Domic chỉ kịp biết tin công ty phá sản vào buổi sáng khi chàng trai đến công ty làm việc như thường ngày. Chính điều này khiến tinh thần Dương Domic ảnh hưởng đáng kể, nhưng nam ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật, cho ra nhiều sản phẩm độc lập nhưng vẫn mất hút trên thị trường. Phải đến khi tham gia Anh Trai Say Hi, nhiều người mới biết đến Dương Domic. Tương tự như Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh cũng là nhân tố chật vật tìm kiếm cơ hội debut trong một công ty Hàn Quốc đặt tại Việt Nam. Thậm chí Gen Z tài năng còn ghi danh tại show Sống Còn Aisa Super Young 2023 và có cú lội ngược dòng từ hạng 47 lên hạng 17. Nhưng Hùng Huỳnh vẫn mất hút trên thị trường giải trí trước khi tỏa sáng tại Anh Trai Say Hi. Dù những phần thi nhóm của Hùng Huỳnh không thực sự đạt kết quả cao như kỳ vọng, nhưng cá nhân Hùng Huỳnh để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Giọng hát tốt cùng vũ đạo điêu luyện, vì dù sáng bừng cùng nụ cười đều đã cuốn hút khán giả. Nhiều fan lập tức truy tìm thông tin về Hùng Huỳnh và giúp chàng trai sinh năm 1999 vượt mặt Isaac nhận được sự chú ý nhiều nhất trong tập 2. Đông đảo khán giả vẫn đang quan tâm đến cả Hùng Huỳnh lẫn Dương Domic và hy vọng Anh Trai Say Hi sẽ là bệ phóng để những Gen Z tài năng có cơ hội tỏa sáng.